Trước thềm hội nghị cấp cao khu vực ASEAN, nước chủ nhà là Lào đã tăng cường siết chặt an ninh, chuẩn bị đón lãnh đạo các quốc gia khu vực Đông Nam Á và nhiều quốc gia ngoài khu vực như là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Hội nghị có sự góp mặt của các nước thành viên ASEAN và các quốc gia tham gia đối thoại trong hội nghị lần này là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Úc. Những vấn đề nghị sự chính của hội nghị là vấn đề an ninh trên Biển Đông, chống khủng bố và chống buôn người. Chính phủ Lào và riêng chính quyền thủ đô Viêng Chăn đã tăng cường các biện pháp an ninh. Những ngày này đường phố rất vắng vẻ vì Lào sắp sửa có hội nghị lớn. Mặt khác, đây được coi là cuộc họp với ASEAN cuối cùng của ông Barack Obama với cương vị là Tổng thống Mỹ. Tôi mới chỉ thấy ông ấy trên TV thôi, lần này tôi rất trông đợi được thấy ông ấy đến Lào. Dự kiến, hội nghị lần này là dịp để Tổng thống Mỹ Barack Obama cân bằng chính sách ngoại giao hướng về châu Á của mình, một chính sách được cho là tạo đối trọng với chính sách nâng cao vị thế kinh tế và quân sự của Trung Quốc tại khu vực châu Á.